Em thấy nóng chưa? Tay mình đã nóng rồi. Em nóng phần lưng lên. Rồi xong rồi mình tách mỡ, vặn thế này. Vặn thế này ra. Rồi tách mỡ này. Vuốt lên vào cái phần heo này. Đánh động tác tách mỡ. Này, véo phần này lên, đập vào cái phần đấy, được chưa? Nhưng mà mình phải di chuyển đi, đừng làm một chỗ nhiều. Di chuyển một chút. Tách mỡ, tách đánh tay. Tách hoàng cả mắt luôn, chị khó đấy. Khó tách á. Được chưa? Phần này này. Phần này cũng thế này. Phần này thì mình trượt đi, mình đừng đánh xuống đây nữa. Phần này người ta nhiều xương. Mình trượt đi. Và đứng ở đây mình đánh được cả phần vai trên này nữa. Lúc nãy quên đo. Lưng thì khó đo lắm. Chỉ có nghĩa là khi mà người ta đứng ấy thì mình nhìn thấy cái cục này người ta lồi xuống này. Có người đặt tay xuống nó có cục này đúng không? Nhìn nó đỡ đi này. Đấy. Thì mình sẽ tách mỡ nhá. Mình sẽ tách mỡ hết vùng này đến vùng này. Và trong quá trình mình tách mỡ, mình sẽ làm luôn cả phần tay. Ví dụ như là nếu như khách hàng làm cả tay thì mình sẽ làm luôn như thế này. Riêng cái phần tay, nếu như khách hàng làm riêng tay không làm chung với cái gì nhá, thì mình sẽ đánh luôn, sau đó là quấn đai luôn. Được chưa? Đây, ví dụ người ta làm phần tay chẳng hạn, mình sẽ làm giống mình vụ mình vuốt trước. Vuốt trước này. Sau đó là mình vặn này. Tách mỡ này. Tách mỡ ở bắp tay này, đùi này. Phần quá. Đấy, và phần đùi mình cũng làm tương tự như thế. Làm em làm trước đi.